Anh đã đọc email hồi tối hôm qua em gửi cho anh chưa? Email gì? Có chuyện gì sao em không chịu gọi điện thoại trực tiếp cho anh luôn? Email chỉ cho phiền phức gì hả? Trời ơi, thiệt tình á. Email thì ngày nào cũng phải kiểm tra chứ. Đúng là đồ lười biếng mà. Em có nhiều lý do thiệt đó nha. Trước khi em học âm nhạc á, sao em học cô giáo hay là làm luật sư đi? Thiệt ra lúc em còn nhỏ em mơ ước được làm cảnh sát. Nói cho anh biết nha, tới giờ luôn á, ước mơ đó vẫn còn đó. Nghe nói em làm cảnh sát lạc tay lái luôn. Con gái gì mà chơi ngông dữ. Cái gì? Anh đang coi thường em đó hả? Con gái thì sao? Cái gì con trai làm được thì con gái cũng sẽ làm được. Em nói cho anh biết đó nha, em mà làm cảnh sát đó hả, em sẽ bắt hết mấy cái tên xấu xa này cho cả xã hội được bình yên. Bởi vì em nhớ hồi em còn nhỏ. Nhỏ em sao? Ý em á là hồi em còn nhỏ em có cảm giác làm cảnh sát rất là oai, cho nên em rất là thích. Nhưng mà khi em nói ý tưởng này cho ba thì ba la nhất quyết phản đối, cho nên là em cục hứng luôn. Còn em vào trường âm nhạc á, là thực ra em cũng có chút xíu khả năng. Với lại bà nói là ngày xưa mẹ rất là thích em trở thành nhạc sĩ, cho nên em mới vào thôi. Cũng may á, là em biết anh không có đọc email, vậy nên á, em đã in sẵn ra cho anh rồi. Lát nữa có thời gian thì từ từ mà nghiên cứu nghe chưa. Chắc chắn có rất nhiều điều thú vị trong đó đó. Gì đây? Mười điều nghệ sĩ không được làm. Ừ. Dành cho anh đó hả? Đúng rồi. Oh my god. God gì mà god. Lo mà nghiên cứu đi, và làm theo đúng điều lệ mà em ghi trong đó. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Diễn Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.